Xin chào tất cả mọi người, em là một học sinh Việt Nam. Hiện tại bây giờ đang học tại trường St. Lawrence Seminary High School tại Mỹ. Trường St. Lawrence Seminary High School là một trường dành cho tất cả các bạn nam công giáo. Em đã có một khoảng thời gian rất vui ở tại đây và chúng em đã tạo ra một cái video để cho mọi người hiểu rõ hơn về trường và hy vọng là mọi người sẽ có thể cho con trai của mình đến đây học. Tại trường thì chúng em có rất là nhiều các cái môn học khác nhau và ở đây những cái môn học nó có thể được coi là khó hơn so với bình thường, nhưng mà ở đây khó hơn là để cho các em có một cái nền tảng tốt để sau đó các em có thể đi đại học và học một cách dễ hơn. Tất cả các thầy cô ở đây đều rất quan tâm đến học sinh và với những cái kinh nghiệm ở đây của em sau 3 năm học thì em thấy đây là một cái trường rất tốt và có những cái giáo trình rất là dễ hiểu. Ở tại trường thì chúng em có rất là nhiều các cái môn học khác nhau, từ sinh tới toán rồi anh văn, những cái môn khác nhau. Tất cả các môn ở đây đều có thể cho là rất là khó hơn những trường khác trong khu vực. Nhưng mà từ những cái khó này thì trường có thể tạo cho chúng em có một cái nền tảng tốt hơn để sau này các em đi học đại học nó sẽ dễ hơn. Ngoài ra thì ở đây cũng có các thầy cô rất là quan tâm đến học sinh và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giúp cho học sinh mình học tốt hơn. Em nghĩ đây là một thứ rất tốt để mà chuẩn bị cho con của mọi người có thể có một cái nền tảng tốt để sau này đi học đại học. Tại vì trường chúng em là trường công giáo cho nên mọi hoạt động thời sống thường ngày của học sinh và cả việc học tập đều sẽ có yếu tố của đức tin ở trong đó. Giống như là khi trước khi chúng em học á, thì đầu lớp sẽ có một cái giờ đọc kinh, sáng cũng sẽ có một giờ kinh, tối cũng có một giờ kinh. Ngoài ra thì việc đi lễ thì cũng có đi lễ trong tuần cũng như là cuối tuần. Ngoài ra trường của chúng em có một cái chương trình đặc biệt để giúp cho các em lớn hơn về đức tin, đó là những cái chương trình như Villa Loreto. Thì ở đó chúng em sẽ đi chơi bingo với lại những người già. Một cái nữa là Broken Bread. Thì Broken Bread chúng em sẽ đi phân phát đồ ăn cho những người nghèo không có thể mua đồ ăn được. Ngoài ra chúng em cũng có một cái chương trình gọi là Special Olympics. Thì tại đấy tất cả những học sinh sẽ chơi với những người bị khuyết tật, những người chơi bóng rổ, chơi bowling. Thì những cái điều này nó có thể làm cho học sinh như chúng em vững vàng hơn về đức tin. Thì ở đây chúng ta sống chung một môi trường và theo các bạn có thể thấy đây là một ký túc xá của lớp 9 và lớp 10. Chúng em ở đây sống rất vui với nhau và ngoài ra thế thì cũng có rất nhiều bạn đến từ những nước khác, ví dụ như là Hàn Quốc, Ấn Độ và cũng có những người bạn đến từ châu Âu. Thì ở đây chúng em có thể học được về văn hóa của các bạn ấy nhiều hơn. Quan trọng hơn cái việc học về những văn hóa ấy thì chúng em sẽ được trực tiếp trải nghiệm những cái văn hóa ấy. Tại trường thì trường sẽ tổ chức những cái lễ hội truyền thống của những nơi khác nhau trên thế giới. Giống như là ở Việt Nam mình thì có Tết. Thì Tết thì chúng em sẽ làm những việc truyền thống giống như là múa lân, làm đồ ăn Tết và được nhận lì xì. Ngoài ra còn có lễ hội của Đức Mẹ Guadalupe. Thì ở đấy sẽ được ăn đồ ăn của người mẹ làm. Ngoài ra thì còn có một cái lễ hội văn hóa. Thì ở đấy chúng em sẽ được làm đồ ăn của nước mình và có nhiều bạn từ những nơi khác nhau sẽ làm đồ ăn từ những nơi khác nhau và cuối cùng mọi người sẽ đều thưởng thức những đồ ăn của nhau để chúng ta có thể cảm nhận được cái vị của những cái đồ ăn từ những nơi khác nhau nó sẽ khác như thế nào. Đây là một cái môi trường rất là tốt cho những cái việc chia sẻ những cái văn hóa khác nhau. Ngoài những việc học ra thì trường có một số hoạt động giống như là thể thao, thì chúng em sẽ có bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá. Ngoài ra còn có một số câu lạc bộ khác giống như là câu lạc bộ toán, câu lạc bộ đọc sách, ban nhạc và hợp xướng. Vì trường có rất nhiều hoạt động cho nên là khi học sinh tới đây thì họ sẽ không cảm thấy chán nản. Xin cảm ơn mọi người đã để dành thời gian và coi video này. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về trường thì xin hãy lên trang website của trường và liên hệ với lại văn phòng tuyển sinh của trường. Hiện tại bây giờ mình có 15 học sinh Việt Nam tại đây. Hy vọng trong vòng những năm sau thì con số này sẽ lớn lên đáng kể. Xin cảm ơn mọi người.